Công an thành phố Hưng Yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi ở huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2022, tại quán nước gần Hồ Bán Nguyệt, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, nhóm thanh niên do Nguyễn Cao Quyết, sinh năm 2005, ở phường An Tảo, cầm đầu xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên khác. Bực tức, Quyết gọi thêm một số thanh niên khác lấy hung khí, đi tìm 4 thanh niên kia giải quyết. Trên đường đi đến thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, nhóm của Quyết nhìn thấy Nguyễn Văn Mạnh ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, đang đứng cùng một nhóm bạn. Nghi nhóm của Mạnh là nhóm vừa đánh mình nên nhóm của Quyết đuổi đánh. Khi Mạnh ngã xuống, bị nhóm của Quyết cầm vỏ chai bia ném vào đầu và dùng cán dao phóng lợn đâm vào đùi trái. Sau khi biết Mạnh không phải người cần tìm, nhóm của Quyết đi đến thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động thì gặp nhóm 4 thanh niên đi từ Kim Động xuống thành phố Hưng Yên nên đuổi đánh, khiến Nguyễn Tuấn Phong ở thôn Thổ Cầu, xã Nghệ Dân bị gãy xương trụ tay trái. Hiện công an thành phố Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.